Chào các bạn, hôm nay chúng ta ăn gì cho nhanh? Hôm nay thì mình rất là mệt cho nên mình đã mua miếng xào cua của thực phẩm Cầu Tre đây các bạn. Miếng xào cua này một món muốn làm thì phải nhiều công đoạn nha. Trụng miếng nè, ướp nơi thịt cua rồi xào lên rồi trộn với miếng, ít nhất cũng 15 tới 20 phút. Thì miếng xào cua này mình mua với giá 28 ngàn trong siêu thị Co.opmart các bạn. Đó. Thì ăn rất là đơn giản, chỉ cần rã đông ở lò vi sóng. Thôi, chúng ta bắt đầu làm nha. Để coi mình sẽ rã đông và làm trong bao nhiêu lâu hen. Chỉ từ 3 đến 4 phút thôi các bạn. Có nghĩa là món ăn này chưa đến 5 phút là xong rồi. À, mình cũng cho các bạn thấy ở bên trong có cái gì. À, mình mới lấy cái kéo để cắt mà. Đó, đây, thực phẩm trong veo. Thì khi vậy thì chúng ta sẽ cái này để riêng. Thì chúng ta sẽ đâm những cái lỗ trên màng thực phẩm này cho nên sẽ khiến cho nó nóng lên. Lúc đó bốc hơi thì mình sẽ xé cái màng thực phẩm này ra. Ở đây là tất cả đã trộn hết rồi. Có thịt cua nè, có mía nè, có cà rốt sắc và rau nè, ngò đó các bạn. Rồi vậy ha, bây giờ mình sẽ bỏ vào lò vi sóng. Rồi các bạn thấy không, 3 phút thôi mà nó đã nóng như thế này rồi nè các bạn. Microwave ở nhiệt độ 800 đó nha các bạn. Trời ơi, còn nè, ui chà, nó nóng lắm. Nên mình phải dùng kéo mình cắt. Đây, ui, hơi nóng đang bốc lên. Wow, nóng lắm các bạn ơi. Đó. Ây da. Ui nóng tàn nhẫn luôn. À, dã man luôn, là nóng quá trời. Bỏ luôn cái này vô trong luôn các bạn. Nghe nói màng bọc này rất tốt, cũng không có phải. Ây da, nóng quá. Bỏ bốc lên nghi ngút. Rồi đó, vậy là chúng ta đã có một món ăn rất ngon. Và bỏ thêm tương ớt hoặc tương cà tùy thích ha. Rồi, chúc các bạn ăn ngon. Hôm nay mình đã ăn miếng xào cua mà chỉ trong vòng 3 phút thôi, chưa tới 5 phút là có xong một món rồi ăn rồi. Các bạn cứ mua sẵn về để trong tủ lạnh ha. Nếu mình mệt quá, không muốn ra ngoài thì mình lấy mình ăn. Rất giàu dinh dưỡng, rất ngon.